2013, hợp tác xã nông nghiệp Bán Ninh Hòa, xã Yên Chí, huyện Yên Thúy có lái hệt khứn huấm năm lơ hậu xịp thành viên. Ngành nghề chính kè hợp tác xã xây ấm mà năm loái khùn bản nông nghiệp mà lo mẹ quáng co chín nuổi mì nhòn mì buổi, chủ yếu xê nuổi mập bụng. Làng khớ xịp pi hệt khứn mà hoan lý, hợp tác xã có hề mì cáo xịp chế thành viên mà lo phành mẹ quáng có hiệu quả hình, mì doanh thu trung bình hàng pi, lấy chục tỷ kịp. Lợi nhuận ấm á lấy, hớ mỗi thành viên quân hợp tác xã CK một hoái hát xịp hoạt sau hoái chiều kịp mỗi pi. Hiện ní, trung bình mỗi pỉ, hợp tác xã ông mà hàng hoái tấn, năm loái khùn bản, hớ nông dân cả huyến, Lạc Sơn, Yên Thúy, mà lời huyến xa viễn thành Ninh Bình. Dù sáng nắn, hợp tác xã chân ní có hề mẹ quáng lái khớ hát xịp hát à, co chi nuổi, chủ yếu xê năm loái một bụng, co rất hiệu quả. Mà lời nằm giác hướng thành viên, co duy trì mà lời biển ná phạc hứng. Được sự quan tâm của các cấp ban ngành rồi Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình. Lấy khả dòng mông lâm hoạt kể cả cấp ngành, Liên minh Hợp tác xã Thành Hòa Bình có hệ hệ đạo điều kiến mà là định hướng hợp tác xã, kết nối năm lơ hườn máy, bài thung xứ sản phẩm, kẹp bộ máy pin nóng, bài skylight, dù sáng mẹ quáng nông nghiệp mà là co mì nhóng mì buổi, xe một khoái có định hướng hợp bộ máy pin nóng, biển ná phá khứng tiền, nắm co ườn mà là tốt sát tốt xình, một khoái có hệ ký năm lơ hườn máy cám mà là đầu tư, bằng vốn ở hơn một số nọc pi, tón cổ phần kháo bài đầu tư hợp bộ máy pin nóng, liền tốt sát tốt xình, mà chờ hoa thu hoạch sẽ lấy biển mà hợp tác xã cuồng là pích hơn lý bộ máy pin nó một khoái co mẹ quáng hiệu quả rất là giỏi, thu nhập co giỏi hơn thì chúng tôi là bà con là cũng phát triển rất là tốt, hiệu quả rất tốt, có những gia đình thu nhập rất là tốt. Nhằng đối năm là hợp tác xã nông nghiệp Phú Lại, doán ông Bùi Văn An sẽ bên giám đốc lấy hồ hoa sẽ bên một hợp tác xã nhưng nòm chờ hành lai hết khấn kháo sụt pi xong bản sáu một mà lo mì xịt thành viên sản phẩm chủ yếu xê ao mà tôm mù nèo tôm mù chín hớ nằm rác gần thành viên mà lần nằm rác gần quốc xà có bên giòn ba nằm nhòm dù sáng mặc dù có hành hai hết khấn khốn xê ông An co hề mì khớ chục pi kinh nghiệm cuộc việc chăm liếng mà lo ao mà nèo hớ bộ mì pi nóng doán ba nắn lang chờ hợp tác xã lai hết khấn ông có hề bách sọc lai thị trường bài ổn định bài tre dưa hơn nằm ra hướng thành viên mà là cần dân khai lại sản phẩm hiến ní hợp tác xã co hết bài hiệu quả trung bình sẽ liếng một bản tôm mù một lứa mỗi pỉ sẽ xuất khai ở thị trường vài chục tấn tôm mù chín doanh thu sẽ lấy tỷ kịp mỗi pỉ dù sang nắn hiến ní hợp tác xã có phánh hơi quáng tiền nằm sản phẩm hôm buổi tam hết sớm huống nên đặt sản phẩm mờ ní xe mìn há ra hướng thành viên kẻ hợp tác xã phánh tham gia hết ca khâu thu xứ nguyên liệu ca nằm ra hườn hoạt khâu sơ chế mà lợp bên thành phẩm bên sản phẩm hết chin hết lào theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên bước thị ý có mì tín hiệu khả quan chờ sản phẩm lấy ác bay kiếm đính sẽ bên sản phẩm ô cốp kẻ xả hiến ní ông An có phải tập trung thiết kế lái bao bì nhãn hiệu bài phục banh nằm hạn chế mà bao bì nhãn hiệu quằn nắn bề hề ở má lái đặc biệt xe chế ní ông có phải tập trung hết mốm khu hơn sướng bài chế biến hôm bột tam hết sớm quáng một hoái xì xí mét vuông bài đảm bảo thực theo nằm tiêu chuẩn hết chín hết lào sản phẩm lái ô cốp há hoạn ní đối với hợp tác xã nông nghiệp Phú Lai thì về các cái xác định đối năm L hợp tác xã nông nghiệp Phú Lai xác định tập trung kháo song lĩnh vực nắn dê liếng tất sạt tất sình mì tất mù me bái sinh lục ăn mà hớ nằm tôn nèo hớ nằm thành viên ăn thử song mờ xê liếng tất mù chín xê hợp tác xã có cổ cần nhỏ liên kết năm L nằm thương lái nằm đầu mối bái khai lạch sản phẩm hớ của mấy pi nóng cần dân nhận về năm có máy có tọc xê hợp tác xã hiến lý có phải liên kết năm L của mấy pi nóng cần dân hết khứ nhỏ nguyên liệu Việt Gáp bái hết chín hết lào hôm bùa tăm hợp tác xã có dương ỏ bái thu xứ má lơ áp bài hết sớm bái hết khứ thương hiệu của kẻ bán mường bái ỏ giới thiệu nằm sản phẩm cầm mình tình thị trường toàn quốc mang ra giới thiệu các cái sản phẩm của mình trên cái thị trường toàn quốc. Xã Phú Lai năm nay là xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu là tất cả các ngành đoàn thể. Xã Phú Lai pin ý xây hết khuyến bán khổ mở kiểu mẫu nên mất nó còn nằm ngành đoàn thế và căn khắc cuộc tham gia nhất xây hối nông dân coi hệ mì kế hoạch hơn nằm chi hối mà lợp bố mế pin nóng nông dân mà tập huấn kỹ thuật khoa học hơi ống lớp nghề mà là hệ khuyến nằm tổ hối nghề nghiệp chi hối nghề nghiệp tổ hợp tác cụ thể xe pin ý có hệ hệ khuyến lái hợp tác xã hệ chin hệ láo nông nghiệp ba huồm hệ chin hệ láo nông nghiệp ba mửa tè liếng tất sát tất sình mà là năm có máy có tọc hiến lý cuồng hợp tác xã một khoái của phần chuẩn bị hệ khuyến mô hình phát kiếng bạch quy mô cuồng hợp tác xã xây dựng cái vườn rau sạch đấy
gọi là cái mô hình rau sạch và quy mô trong hợp tác xã. Cuộc nấp bích hơn ní, bái xui khấn tiêu khảo dòng hệt kẻ hợp tác xã, ngay tẻ cực bỉ, ban chỉ đáo có hế mẹ quá hiệp khòng, tập thể kẻ huyến, bái xui khấn tiêu công tác chiến ba, luật hợp tác xã bị song bản xịp song, nghị đính một hoái cao xịp xảm, bị song bản xịp xảm, kẻ chính phú, ba mưa nằm chủ trương, chính sạch, nghị quyết chỉ thị cả đáng, huyến nược, ba mưa, hiệp khòng tập thế, chú trọng hết khuyến, mẹ quáng nằm mô hình hợp tác xã kiểu mở, khảo dòng hệt gắn năm lần nằm chuỗi giá trị nông sản an toàn. Việc liên kết hết chim hay lào theo chuỗi sẽ có phần nhỏ sung nắm giá trị sản phẩm, từng bước bàng xa lấy tình tráng hết chim hết lào manh mún, nói lẻ, hướng hoạt liên kết cuồng hết chim hết lào, chế biến, hết khứa nhãn hiếu tiêu thụ hàng hóa. Trong những năm qua, thì Hội Nông dân xã Yên Trị cũng luôn đẩy mạnh và chú trọng về cái nhiệm vụ cuồng nấm bì lào cải. Hội nông dân xã Yên Trí chiến lược có xu khấn tiêu mà lợi chú trọng ba mường nhiệm vụ mẻ quáng hiệp khòng hết hàng chính đáng dù ban mường. Hội nông dân xã có hệ trí đáo hơn nấm chi hối, đặc biệt sự hội viên nông dân tích cực biến đổi xuân tạp mà năm con mì nhòn mì buổi trở thì ic có hết lấy hết bay có mì hiệu quả lại ra hưởng hết chiên hết lào có mì chiến vóng. Hội nông dân xã có mì hướng hết khứ nấm chi hối nghề nghiệp tố hối nghề nghiệp hết khứ nằm tổ hợp tác giả, bài hết bay nằm chuỗi tàng kháo, tàng ọc, bài hào trai dưa hợp một mấy pin đóng cần dân, nằm tổ hợp tác, cả lớp biển giao khoa học kỹ thuật. Con nhân dân để các tổ hợp tác là các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Việc liên kết hết trên hệ Lào gắn nằm là tiêu thú nông sản, phần lái nằm bán khuẩm mùng lang hoạt, hết bay, trai dưa nhỏ sung năng suất, chất lượng kẻ sản phẩm. Bục banh lên tình trạng hệt chín hệ Lào manh mún, nói lẻ, lồng ngài ao nằm tuyên bố khoa học kỹ thuật khao hệt chín hệ Lào. Hệt ọc nhỏ nguyên liệu mà là ổn đính tàng ọc hớ sản phẩm. Ca nấm liên kết hết trên hệ Lào, khai lạch sản phẩm càng trần nông dân, năm là hợp tác xã. Doanh nghiệp có thể hệt ọc nằm bước đột phá quan trọng, hệt ọc biển biến tiêu hành, cuồng hệt trên hệ Lào nông nghiệp tỉnh địa bàn. Cuộc thời gian hoa hoạt, huyến có tiếp tục tấn dũng nằm thế hành ba mới đinh đoan, nguồn cần hết việc, chỉ đáo năm là ngành nông nghiệp, các xã, thị trấn, chiến ba vận đống cần dân, bóm năm là hợp tác xã hết bay doài, nằm chuỗi liên kết hết trên hệ Lào, bao tiêu sản phẩm.